Nandita Ayu sẽ là người thực hiện cú phát bóng cho các cô gái áo trắng. Lực rất mạnh, pha ghi điểm từ vị trí số 4 của chủ công Thanh Thúy. Indonesia. Hàng chắn của đội tuyển Việt Nam đã hoạt động tốt trong pha bóng vừa rồi. Tấn công hàng sau. Bóng vẫn trong cuộc. Đó là một cú dứt điểm tốt của đội trưởng Thanh Thúy. Rõ ràng là con bài chủ lực của huấn viên Thái Thanh Tùng. Tỷ số bây giờ là 17-13. Điểm số thứ 18 dành cho đội tuyển Việt Nam. Có khá nhiều những phương án tấn công được đưa ra bên phía đội bóng áo đỏ. Đó chính là câu trả lời của các cô gái Việt Nam. Cũng là một tình huống bỏ nhỏ rất tinh tế. Tục cơ hội để cho Việt Nam giành set point. Thanh Thúy vẫn chưa thể ghi điểm quyết định. Bây giờ sẽ là cơ hội của các cô gái Việt Nam. Tiếp tục là Thanh Thúy và điểm thứ 25 đã được ghi cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất với tỷ số là 25-17. Một bóng chuyền, chúng ta hay thấy có hai chuyền hai. Với chiều cao 1m93 thì Thanh Thúy đang tỏ ra vượt trội ở trên sân. Bỏ nhỏ khá khó chịu. Thanh Thúy chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đó thì chúng ta đã có một tình huống tổ chức rào chắn rất hay. Việt Nam lại vươn lên dẫn trước với tỷ số 13-12. Bóng ra ngoài. Điểm cho Việt Nam. Những đập bóng rất uy lực của thủ quân Thanh Thúy. Ở trận đấu thứ 3 thì các cô gái Indonesia sẽ là những người thực hiện phát bóng trước. Một pha phòng thủ không thành công của các cầu thủ Indonesia. Đó là một pha tấn công rất uy lực của Trần Thị Thanh Thúy. Thuộc về Indonesia. Và phòng thủ hàng sau không được tốt của Kim Liên. Cơ hội bây giờ thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Thúy phòng thủ tốt.
thuộc về Indonesia. Và cùng theo dõi lại tình huống này. Rất hay. Đó là một pha đánh bóng ở vị trí số 4 rất mẫu mực của Trần Thị Thanh Thúy. Bóng đi chéo sân và khiến cho libero của đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Chúng ta cho rằng tình huống tấn công vừa rồi của các cô gái Việt Nam bóng trong sân. Tiếp tục là một tình huống khiếu nại đến từ đội tuyển nữ Indonesia. Lần này có thành công hay không? Lần này thì các cô gái Indonesia đã khiếu nại không thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh bóng này của Trần Thị Thanh Thúy. Tấn công ở vị trí số 4 chính là mũi nhọn của các cô gái Indonesia. Một pha phối hợp tấn công bất ngờ giữa lưới hàng sau. Tuy nhiên bóng đã không qua lưới. Có thể thấy đúng là tình huống đánh khi bóng tấn công từ vị trí số 4 của các cô gái Indonesia. Là 10 đều cho Việt Nam. Vẫn là tay đập chủ lực, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Các cô gái Indonesia đã trở nên lúng túng hơn khi để Việt Nam san bằng tỷ số điểm ở set đấu thứ ba. Điểm số 11 thuộc về đội tuyển Việt Nam của Megawati. Megawati trong set đấu thứ ba đã chơi rất ấn tượng và ghi rất nhiều điểm số quan trọng cho đội tuyển Indonesia. Điểm số đầu tiên trong set đấu thứ tư thuộc về các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam. Kinh nghiệm và thông minh của Trần Thị Thanh Thúy. Trong một tình huống mà Thanh Thúy không thể thực hiện một pha đập bóng thì chị đã xử lý một pha bóng trên lưới, một pha bóng chạm chắn của đội tuyển Việt Nam và ra ngoài. Điểm số đầu tiên dành cho các cô gái Indonesia ở set đấu thứ tư này. Xử lý thông minh và đầy kinh nghiệm của Trần Thị Thanh Thúy. Nếu như tình huống trước đó được xử lý ở vị trí số 4 thì đây là tình huống được cô gái người Bình Dương xử lý ở vị trí số 2. Không phải là một pha đập bóng quá, anh sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Còn nỗ lực của Lam Oanh là rất đáng khen. Điểm cho các cô gái Việt Nam. Trọng tài chính xác trong tình huống quyết định vừa rồi. Chúng ta cùng theo dõi lại những nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam. Và có thể thấy là Thanh Thúy rất tinh quái trong tình huống xoay cổ tay thực hiện. Và nhảy phát bóng ghi điểm trực tiếp của đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này rất hay. Bóng rơi vào điểm rơi rất nhạy cảm ở cuối sân. Khép lại trận đấu này bằng một chiến thắng trong ngày ra quân của mình. Trần Thị Thanh Thúy đã ghi điểm trong tình huống nhảy phát bóng và giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên điểm số 25 ở set đấu thứ 4.